Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 141. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 46/2016 của Chính phủ theo hướng nghiên cứu tăng mức xử phạt đối với những người tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức vừa qua, rất nhiều ý kiến các bộ, ngành, địa phương đã yêu cầu sửa đổi một số quy định trong nghị định. Theo đó, cần có biện pháp xử lý kiên quyết hơn như tước giấy phép lái xe vĩnh viễn, phạt tù đối với những trường hợp uống rượu bia, sử dụng ma túy, kể cả chưa gây ra tai nạn giao thông. Theo Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền và phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 4 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng đã xử lý gần 50.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và sẽ tiếp tục được triển khai xuyên suốt trong năm 2019. Tuy nhiên, việc xử phạt của lực lượng cảnh sát giao thông chỉ là phần ngọn, vấn đề gốc là cần kiểm soát bằng pháp luật. Ngoài ra, cũng cần có một cuộc vận động toàn xã hội cùng lên án hành vi uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện. Thực hiện kế hoạch số 125 KHCAHNPC47 đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 8 Cục Cảnh sát giao thông vừa phát hiện triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn ma túy từ Lào về qua Thanh Hóa rồi vận chuyển về Hà Nội tại khu vực bến xe nước ngầm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức công tác trinh sát đã xác định được đối tượng Nguyễn Hữu Huy, sinh năm 1975 tại Hà Nội, là người cầm đầu đường dây, thường xuyên móc nối với Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1988 tại Thanh Hóa để mua ma túy. Đối tượng Thành thường qua lại sinh sống ở Lào và trực tiếp vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Cùng với Nguyễn Hữu Huy, vào 13 giờ 10 phút ngày 4 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng khác là Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Văn Thang, Vũ Thị Nguyệt và Phạm Cao Minh cùng có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Thu giữ hơn 8.000 gram methamphetamine, 6.000 viên ma túy tổng hợp, một xe ô tô, hai xe máy, 9 điện thoại và một số tang vật khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã bước đầu khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Hữu Đạt là hung thủ giết bố mình là ông Phạm Văn Út, 80 tuổi. Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút rạng sáng nay, nhiều người dân trong một con ngõ nhỏ trên đường Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai nghe tiếng kêu cứu của ông Phạm Hữu Út, trú tại 108C6 Mai Động, đã tới gần để nắm bắt tình hình. Sau khi tiếp cận ngôi nhà, người dân phát hiện một đối tượng là con trai ông Út từ trong nhà chạy ra ngoài, còn ông Út nằm gục trên vũng máu. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án và truy bắt hung thủ. Chỉ sau vài tiếng đã bắt giữ được Phạm Hữu Đạt, đối tượng đâm chết bố mình. Theo chỉ huy đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa Đạt và bố. Đạt có biểu hiện không bình thường với những dấu hiệu của người mang bệnh tâm thần. Hiện vụ án vẫn đang được đơn vị xử lý. Một đường dây chuyên trộm xe ô tô liên tỉnh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội triệt phá. Đặc điểm chung của các vụ án mà đường dây này gây ra là đều ở điểm vắng người, chủ yếu trộm cắp xe tải rồi đem bán phế liệu. Các vụ án cũng là lời cảnh báo cho các chủ phương tiện cho việc bảo quản tài sản của mình. Do từng là thợ sửa chữa xe ô tô, nắm rõ cách phá khóa xe, nên sau khi nghỉ việc, Nguyễn Đức Hiếu, 40 tuổi, trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên, đã thủ sẵn một van phá khóa, đi rình xe ô tô không người trông giữ để trộm. Mục tiêu nhắm đến là xe ô tô tải. Sau khi lên kế hoạch, đối tượng phân công cho đồng bọn của mình để đi trộm xe. Khi nhìn thấy những chiếc xe tải không có người trông giữ, vào khoảng 5 giờ sáng tôi dùng van phá khóa, dùng van tự chế phá khóa xe và trèo lên xe, rồi tiếp tục van ổ khóa. Khi nổ máy, tôi chạy lên Vĩnh Phúc để tiêu thụ. Khi đi thì các đối tượng đi cách hiện trường khoảng 700 mét thì thả đối tượng Hiếu và đối tượng Hiếu tự đi bộ. Sau đó các đối tượng đi về và chờ đối tượng Hiếu vào điện thì đến đó. Cái thủ đoạn là để tránh cái sự giám sát của camera an ninh trên địa bàn thì đối tượng sẽ thực hiện đến khu vực đất trống vắng không có camera và đi bộ đến gần hiện trường và thực hiện hành vi phạm tội. Mỗi chiếc xe trị giá hàng trăm đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, khi bán phụ tùng và sắt vụn
thì giảm 10 lần giá trị của xe. Bên cạnh đó, các vụ án đều diễn ra ở nơi vắng người, phương tiện không người trông giữ. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình. Hơn hết, nên để xe ở điểm trông giữ, không để giấy tờ trên xe, tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp. Bản tin 141 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.